nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy yêu cầu TikTok vào cuộc gỡ bỏ những trang giả mạo nghệ sĩ. Đại diện TikTok đã đình chỉ và cấm các tài khoản cố tình lặp lại những hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nghệ sĩ, vi phạm nguyên tắc cộng đồng trên mạng xã hội. Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy cho biết, theo nghệ sĩ Lệ Thủy, những người sử dụng TikTok có ảnh hưởng với cộng đồng có thể liên hệ TikTok để yêu cầu xác nhận tài khoản chính chủ và đánh dấu xanh nhằm đảm bảo cho tài khoản thực sự của mình. Ngoài bà, rất nhiều nghệ sĩ bị lợi dụng lập trang TikTok giả như nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Dào, nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương, nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngân, nghệ sĩ ưu tú Thẩm Thúy Hằng, nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc, nghệ sĩ Thanh Hằng. Ca sĩ Dương Đình Trí là con trai của nghệ sĩ Lệ Thủy cho biết, qua vụ việc mà báo Lao Động đã phản ánh, quản trị của TikTok đã hướng dẫn các nghệ sĩ có thể báo cáo yêu cầu họ xử lý các tài khoản giả mạo hoặc tháo gỡ những nội dung không phù hợp gây thiệt hại cho TikTok hoặc người dùng. Cụ thể, một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội TikTok tự tạo, mạo nhận là trang chính của Lệ Thủy, người này đã đăng tải nhiều clip, hình ảnh, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp từ thiện. Tinh vi hơn, kẻ xấu còn lập hẳn một trang giả mạo nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngân nhằm tạo uy tín xác nhận đây là tài khoản của má Lệ Thủy. Theo nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy, con trai bà Dương Đình Trí đã nộp đơn lên ban quản lý TikTok tại Việt Nam. Nữ nghệ sĩ cũng cho hay, ngoại trừ những fanpage do fan mến mộ mình thành lập từ nhiều năm nay, bà hiện không dùng bất cứ tài khoản xã hội nào. Lợi dụng mùa dịch, nhiều công tác từ thiện được triển khai, kẻ xấu có cơ hội lợi dụng, trà trộn. Điều tôi lo là thời gian càng kéo dài thì nhiều người bị vướng vào việc này, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của tôi mà còn dẫn theo hệ lụy xấu, bà nói. Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy trong nhiều năm qua luôn gắn liền với công tác thiện nguyện. Bà thường xuyên tổ chức các buổi từ thiện, vận động quyên góp các mạnh thường quân trao học bổng cho con em nghệ sĩ nghèo. Vụ việc Lệ Thủy bị kẻ xấu mạo danh tên tuổi nhằm trục lợi không phải hiếm gặp. Trước đó, với nghệ sĩ từng không gặp ít trường hợp lợi dụng tên tuổi người nổi tiếng để giả mạo tài khoản trên Facebook. Các nghệ sĩ như Hoài Linh, Lý Hải từng lên tiếng cải chính khi phát hiện hàng loạt fanpage giả với mục đích kêu gọi từ thiện trong mùa dịch. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy hay, xin hãy nhấn nút subscribe and like và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những kết quả, những tin tức mới nhất, hot nhất đến từ Tin Hot 24 giờ nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.